Ủy ban nhân dân tỉnh mới có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý hoạt động xe điện nhằm phục vụ hiệu quả các hoạt động vận tải, tham quan, du lịch trên địa bàn. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung đơn vị thí điểm và số lượng xe điện hoạt động trên các địa bàn đang có xu hướng phát triển mạnh về du lịch để đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch của người dân, góp phần giảm ùn tắc giao thông. Khảo sát thực tế, tham mưu mở rộng thêm các tuyến đường đủ điều kiện an toàn cho xe điện hoạt động. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe điện, kiên quyết xử lý các vi phạm. Từ đầu tháng 4 đến nay, qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 9 đơn vị và 11 cá nhân vi phạm các quy định về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe điện, xử phạt vi phạm hành chính hơn 300 triệu đồng.